cái này là dành cho những bạn nào lười giống cú nhưng mà vẫn thích vẽ. Cũng có thể gọi là cái combo lười. Nhưng mà gọi combo lười thì nó không có sang lắm, cho nên mình gọi là combo mini phác thảo. Ở đây thì cú sẽ có một cái cuốn sổ A6. Tính ra là hôm bữa, đây, cú vừa mới vẽ xong cái bức này nè mọi người. Nó vẽ nhanh lắm. Còn hôm nay thì cú sẽ phác họa một bức tranh chủ đề về Noel. Như bức trước thì cú đã lên màu đơn giản. Bức này thì cú sẽ chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên thì cú sẽ đi nét cho em nó. Phần tiếp theo thì cú sẽ lên màu bằng màu nước. Trước đó thì cú lên ý tưởng sơ sơ bằng bút chì. Cú muốn vẽ một cái vòng hoa ở trước cửa nhưng mà không có compa, mình dùng đỡ cái cuộn băng keo nha. Là cái vòng hoa Noel đó mọi người, sẽ có trái châu, dây ri băng rồi mấy cái dây đèn đó mọi người. Ở bên cạnh thì cú sẽ vẽ một cái cây thông mini. Mình vẽ hình tam giác rồi mình chia từng nhánh vẽ từ trên xuống dưới thì nó sẽ dễ vẽ hơn á. Bức tranh này thì cú đã phác thảo sơ sơ trước đó rồi. Chỉ cần phác thảo thêm cái vòng hoa với cây thông nữa là xong. Giờ mình bắt đầu đi nét nha. Không biết mọi người thì sao chứ cả năm cú có thể lười được nhưng mà tới thời điểm Noel là cú muốn vẽ dễ sợ luôn á. Trong nguyên một năm thì đây là thời điểm mà cú thích nhất. Là khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11, cụ thể là vừa qua Halloween một cái, cảm giác cái không khí Noel nó ùa về rồi á. Sẵn đây thì cú muốn nhắc cho mọi người biết là mấy cái Lucky Box ở bên cú hiện tại đã có những cái item Noel rồi. Nó có thể là bút tẩy, bút chì, thước kẻ, sổ. Nhưng mà quan trọng là số lượng có hạn thôi nha mọi người. Quay trở lại với cái vòng hoa của cú thì cú chừa ít chỗ để thêm trái châu với nơ nha mọi người. Xong cái vòng hoa rồi thì cú sẽ tới cái cây thông mini kế bên. Ở đây thì cú sẽ đi nét rối để mà vẽ cái cây thông này. Không biết cái này có được gọi là ưu điểm không chứ nhiều khi cú vẽ tay cú rất là run. Khi mà đi nét rối á, phần nào nó cũng dễ hơn cho cú nữa. Những bạn nào chưa biết đi nét rối thì có thể xem ví dụ cụ thể của cú ở đây nha. Nét rối thì theo định nghĩa của cú thì là gồm những nét lộn xộn nó đan vào nhau. Rối cũng có quy tắc của nó nha. Đừng có làm cho nó rối tung rối mù lên. Rồi sau đó thì cô sẽ đi nét những cái chi tiết còn lại. Vậy là hoàn thành xong cái bức tranh của cú rồi. À mà mới có phần 1 thôi nha mọi người. Còn bước tô màu nữa. Một bộ combo mà bạn có thể vẽ được tất cả mọi thứ. Kèm theo đó là mình có thể mang đi bất cứ nơi đâu cùng với sự thuận tiện và vô cùng nhỏ gọn của em nó nè. Bộ combo này thì không có nhiều thứ lỉnh kỉnh đâu mọi người. Nó sẽ được tối giản nhất nhưng mà bên cạnh đó vẫn đầy đủ những món họa cụ cơ bản để mình có thể vẽ và cũng như là thể hiện cái sự sáng tạo của bản thân. Nếu mà các bạn theo dõi cú đủ lâu á thì các bạn sẽ để ý là cú rất là thích vẽ trên khổ giấy A6. Thì trong cái bộ combo này sẽ có ngay cho mọi người một cuốn sổ phác thảo của A6 cùng với 5 món họa cụ khác là bút chì, tẩy, đồ gọt, một cái bút đi nét và một bộ bút lên tới 12 màu. Đồ nghề cũng sẵn có rồi cho nên cú sẽ vẽ ngay một vài thứ kiểu những cái ý tưởng nó chợt nảy ra trong đầu á mọi người. Ở đây cú sẽ phác thảo vài cây thông Noel với những cái hình dáng khác nhau. Những bạn nào mà chưa biết vẽ hay là vẽ không đẹp thì cũng đừng có tự ti nha. Mình kiếm những cái hình nào đơn giản mình vẽ theo rồi tùy theo cái sự sắp xếp của mình và cũng như tô màu của mình á. Nãy cú cũng có nói trong bộ combo này có bộ bút 12 màu đúng không? Thì bộ bút này nè mọi người, 6 cây 2 đầu nhưng mà có tới 12 màu lận.